chương 31. Số 2 rau hẹ, canh một cầu hoa tươi đánh giá vé. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Cố chí hào mang theo tự mình nữ nhi dẫn đầu tiến nhập chu gia biệt thự bên trong. Vừa mới nhập môn, cha con hai đã nhìn thấy chu lão ngồi bên cạnh tần vũ. Không có biện pháp, dựa theo cái này tạm thời tổ chức yến hội, bởi vì thời gian vội vàng, đồng dạng cùng chu gia địa vị xã hội tương đồng gia tộc tập đoàn đều là an bài đồng lứa nhỏ tuổi tiến về tham gia trong gia tộc chính chân nhất đem tay bình thường đều sẽ không ra mặt không nghĩ tới tần thị tập đoàn tổng giám đốc đã tự mình xuất hiện tại chu gia cái này sao có thể không cho cố chí hào kinh ngạc mà phía sau tiểu nữ cố khuynh thành nhìn xem kia quen thuộc khuôn mặt thẹn thùng cúi xuống cái đầu nhỏ ngày hôm qua mới cùng tần vũ cùng một chỗ tham gia phòng đấu giá không nghĩ tới hôm nay lại gặp mặt đây có phải hay không là cái gọi là duyên phận? Đâu? Từ khi hôm qua đợi tại Tần Vũ bên người sau một thời gian ngắn, Cố Khuynh Thành cũng biết rõ, Tần Vũ tính cách cũng không giống trong truyền thuyết như vậy lạnh khốc vô tình, ngược lại có một loại bình dị gần gũi cảm giác, đặc biệt là Tần Vũ đang quay xuống kia một chiếc nhẫn về sau. Mặc dù cuối cùng Tần Vũ giống như không có đem chiếc nhẫn đưa người dự định, nhưng là Cố Khuynh Thành sau khi trở về, luôn tưởng tượng lan mang cuối cùng một đêm ngủ không được ngon giấc. Tần Vũ tại cha con hai cái năm trước tiên cũng nhìn thấy hai người, tự mình cũng coi như cùng cố chí hào nhận biết, chính yếu nhất vẫn là đối phương phía sau cố khuynh thành. Nhìn một đêm vớ va vớ vẩn, Tần Vũ đều muốn nôn, rốt cục có một người dáng dấp xinh đẹp tới. Ngay lập tức Tần Vũ hướng phía hai người mỉm cười gật đầu, bất quá không có chút nào đứng dậy nên đón bộ dáng, lặng lặng mà ngồi tại trên ghế bành mặc dù cố chí hào so với mình tuổi tác lớn như vậy một chút, nhưng là luận địa vị thế nhưng là kém một mảng lớn. Cố chí hào tại trong gia tộc, trên đầu còn có một vị đương gia lão đầu tử, cố chí hào bây giờ tối đa cũng xem như cố thiên tập đoàn người đứng thứ hai. Còn chưa tới phiên tần vũ tự mình đứng dậy nên đón, nếu là cố gia lão đầu tử tới, nói không chừng sẽ đứng dậy nên đón, dù sao bất kể như thế nào, chú ý lão gia tử cũng là 60 lão nhân kính già yêu trẻ truyền thống mỹ đức tần vũ vẫn là có nhìn xem tần tổng cùng mình gật đầu cố chí hào vội vàng mang theo tự mình nữ nhi tiến lên bái phỏng đầu tiên hướng về phía một bên chu lão hai tay ông quyền mỉm cười nói chu lão chúc mừng chúc mừng a à, gia phụ hôm nay hẳn là có việc gấp cho nên liền để ta cùng tiểu nữ thay thế ta cha hướng ngài vấn an chúc lão gia tử phúc lộc đông hải thọ sánh nam sơn chu lão nhìn xem cố thiên tập đoàn cố chí hào đồng dạng đáp lại mỉm cười đối với cố lão đầu không đến cũng là trong dự liệu ngay lập tức nhìn xem cố chí hào phía sau cố khuynh thành nói đây là nhà ngươi khuê nữ a à, lớn thật không tệ cố khuynh thành tại trải qua lúc ban đầu thẹn thùng về sau cũng đã thích ứng tới ngay lập tức đáp lại mỉm cười nói chúc mừng chu gia gia trùng hoạch tân sinh mỗi năm 18 tuổi ha 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 vẫn là ngươi tiểu cô nương biết nói chuyện nghe nói cố khuynh thành hoạt bác lời nói chu lão đồng dạng tâm tình thật tốt tùy tiện ngồi đi đem cái này làm nhà mình bái phỏng chu lão cố chí hào mới quay đầu nhìn về phía tần vũ mang theo vài phần kính nể nói tần tổng không nghĩ tới ngài cũng ở nơi đây cái gì thời điểm có rảnh rỗi lời nói đi cố thiên tập đoàn ngồi một chút ra gia lão gia tử rất tưởng niệm lấy ngươi gấp đâu đến thời điểm ta mở chuyến đặc biệt đưa đón Tần Vũ lúc này mới đứng lên, vỗ vỗ cố chí hào bả vai. Dễ nói, dễ nói, vậy liền phiền phức chí hào. Nghe nói Tần Vũ gọi mình chí hào, cố chí hào cũng không có tuyệt mất mặt, ngược lại cười bồi nói. Hẳn là, hẳn là, còn có đây là nhà ta nữ nhi, nàng có thể đối ngài rất là sùng bái. Cha, nghe nói tự mình lão tử, ngay trước Tần Vũ mặt nói, tiểu nữ hài da mặt mỏng, đỏ mặt ngăn cản tự mình lão ba, nói tiếp nhìn xem cha mình cười cười cố khuynh thành mới thanh tú động lòng người xoay người nhìn xem phía trước tần vũ tần vũ kia tan thương ánh mắt còn có mặt lấy mỉm cười giống như nhắc nhở lấy tự mình ngày hôm qua nói chuyện qua ngay lập tức cố khuynh thành lại là một trận đỏ mặt một lúc sau mới cốt khí dũng khí nhỏ giọng nói tần thúc thúc chào buổi tối nha mặc dù mình rất muốn cùng đối phương tâm sự nhưng là cố khuynh thành vừa căng thẳng liền quên từ cuối cùng chỉ có thể nói ra chào buổi tối mấy cái không có dinh dưỡng chữ mà một bên cố khuynh thành phụ thân nghe nói khuê nữ của mình đều đã bắt đầu gọi tần vũ thúc thúc làm quan hệ tốt giống so với mình còn tốt ngay lập tức nghi hoặc nhìn xem hai người không phải gọi tần tổng là được rồi sao tần vũ nghe nói ngay lập tức vui lên đi ra phía trước đưa tay vuốt vuốt đối phương cái đầu nhỏ nói người cô nàng này ta còn tưởng rằng ngươi quên nữa nha. Làm xong những động tác này, Tần Vũ mới quay đầu đối với Cố Chí Hào nói. Ngày hôm qua tâm huyết dân trào đi một chuyến đấu giá hội, cùng nhà ngươi nha đầu trò chuyện khá là đến, cho nên liền nhận ta cái này thúc thúc. Cố Chí Hào nghe nói, cũng là một trận đại hỷ, khuê nữ của mình đã nhận Tần Vũ làm thúc thúc, đôi kia về sau hai nhà phát triển thế nhưng là có thật to chỗ tốt. Tần Vũ tại đương đại thế nhưng là như mặt trời ban trưa bánh trái thơm ngon a. À. Ngay lập tức vội vàng nói: "Không không không, ta cao hứng còn tới không vội đâu. Về sau mong rằng Tần tổng quản nhiều giáo quản dạy nhà ta nha đầu này. Mà một bên Cố Khuynh Thành đâu, cảm thụ được Tần Vũ ấm áp bàn tay lớn, tại tự mình cái đầu nhỏ trên nhẹ nhàng vuốt vuốt, ngay lập tức cũng là sắc mặt đỏ lên, nhưng là không có trốn tránh, như là con thỏ đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn." Còn chưa chờ Tần Vũ ba người nói chuyện phím bao lâu, làm việc hùng hùng hổ hổ đường tử diễm liền rảo bước tiến lên cửa lớn. Xinh đẹp đôi mắt nhìn quanh xung quanh, liếc mắt liền nhìn thấy cố khuynh thành còn có tần vũ, ngay lập tức cũng là hai mắt tỏa sáng. Tính cách tùy tiện đường tử diễm trực tiếp hướng phía tần vũ phương hướng đi đến, liền liền hôm nay chính chủ chu lão cũng không có trước tiên đi lên bái phỏng. Nện bước ưu nhã bộ phát đi vào tần vũ trước người. Tần vũ chỉ cảm thấy một trận làn gió thơm xông vào mũi, một vị dáng vóc ngạo nhân, mặt lộng lẫy trăm điệp váy nữ tử xuất hiện tại tầm mắt bên trong. còn có kia đặc biệt thuốc tiếng nói. Tần tổng, chúng ta thật đúng là có duyên a, à, ngày hôm qua mới tách ra, hôm nay lại gặp mặt. Hi hi, ngoại trừ Đường Tử Diễm kia không có lớn không có tiểu yêu nữ, còn ai vào đây? Tần Vũ nhìn xem đối phương lời kia lấy Vũ Mị đạm trang mặt trái xoan nói. Khụ khụ, Tử Diễm một ngày không thấy, ngươi nha đầu này lại đẹp lên quả nhiên là nữ lớn 18 biến đây này. Thật sao? Tần Vũ, ngươi cảm thấy ta chỗ nào đẹp, nói đường tử diễm lớn người tiến lên. Nhưng mà Tần Vũ cũng không phải tiểu thái điểu, ngay lập tức ánh mắt đồng dạng mang một ít ngã ngớn, quan minh chính đại dò xét đối phương. Thời gian dần qua trên mặt mang lên có thâm ý khác mỉm cười, nhưng không có lên tiếng. Hai người dằn có một lát rốt cục đường tử diễm không chịu nổi, sắc mặt một vòng đỏ ứng hiện lên, dẫn đầu thua trận nói chán ghét không nghĩ tới tần tổng ngươi là như thế này người miệng lý thuyết lấy chán ghét nhưng là ngữ khí lại có chút làm nũng hư hư đi ngươi nha đầu này vẫn là đi trước bái phỏng bái phỏng chu lão đi như thế lớn cái nha đầu đừng phật đường lão gia tử mặt mũi nhìn xem hai nữ tiến đến liền vây quanh tần vũ chuyển ba người cười cười nói nói trong biệt thự đám người nội tâm điên cuồng vừa chanh nếu không phải tất cả mọi người biết rõ tần vũ là đại gia không thể trêu vào người nói không chừng tại chỗ liền có một ít thối cá nát tông nhảy ra gây chuyện tần vũ nhìn xem đường tử diễm thành thành thật thật tiến đến bái phỏng chu lão buồn cười lắc lắc đầu bất quá khoan hãy nói tự mình giống như rất ưa thích loại này tựa như một đám lửa hừng hực nữ tử tùy ý quét mắt mọi người tại đây còn không đợi tần vũ hồi ức bao lâu trong đầu trâu mà vang lên thanh âm nhường tần vũ mạnh mẽ chấn Đinh kiểm trắc đến số 2 nhân vật chính xuất hiện. Số 2 nhân vật chính thiên mệnh trị giá là 8977 hệ thống nhắc nhở túc chủ. Số 2 nhân vật chính đạt tới mức độ nguy hiểm. Làm nhanh lên, làm nhanh lên, vậy ta liền tăng tốc tiến độ. Hôm nay bảy chương, phiền phức đại gia hoa tươi, đánh giá vé, hết thảy số liệu ủng hộ A, à, các ngươi là ta gõ chữ động lực. Tải áp nghe trọng bộ ở phần mô tả. Chương 32 Chim ưng đối với mảnh hổ, canh hai cầu nguyệt phiếu hoa tươi. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Tự mình chỉ là tùy ý nhìn quanh xung quanh, hệ thống liền nhắc nhở kiểm trắc đến số hai nhân vật chính tồn tại. Vậy đã nói rõ số hai nhân vật chính cũng tại Chu Gia, mà lại hệ thống lần này nhắc nhở có thể cùng trước đó kiểm trắc đến Lâm Phong xuất hiện không đồng dạng. Cuối cùng còn nói với mình. Đối phương mức độ nguy hiểm, cái này khiến Tần Vũ không thể không treo lên 13 điểm tinh thần. Khí vận giá trị gần một vạn, không muốn cũng biết rõ, đối phương là cái ngoan nhân, so số một nhân vật chính cao mấy lần. Ngay lập tức Tần Vũ đi vào Chu lão bên người, nói cho Chu lão tự mình bốn phía đi dạo. Tần Vũ đi vào đại sảnh một trương không ai bàn thủy tinh, kêu một chén whisky, bắt đầu quan sát tỉ mỉ lấy mỗi một vị đến đây bái phỏng khách nhân. Sẽ là ai chứ? nhân thiết sẽ là cái gì số một nhân vật chính lâm phong nhân thiết nói cho cùng có chút lên không được bài diện chỉ là theo một vị không tầm thường lão gia gia tự mình nhưng không có người nào mạch mà lại vũ lực theo tần vũ trưởng thành cũng không có lúc ban đầu phát hiện như vậy rung động lợi hại nhất cũng chính là một tay cùng sư phụ học y thuật khá là ra sức nhưng bây giờ tự mình có cái này thần cấp bác sĩ gia trì có thể nói không bao lâu tự mình liền có thể đi phế đi lâm phong như vậy cái này số hai nhân vật chính đâu? Tần Vũ tinh tế đánh giá mỗi một vị người, trên người mỗi một người cũng dừng lại chốc lát, liền liền nữ cũng không buông tha, dù sao vạn nhất là cái gì tô mã lệ tiểu bạch văn bên trong nữ nhân vật chính, vậy là tốt rồi chơi. Rốt cục Tần Vũ trong đám người phát hiện một vị mặt rửa trắng bệt quần dinh, cùng hàng vỉa hè hàng áo sơ mi trắng nam tử. Nam tử chừng 25 tuổi, khuôn mặt cũng cùng đẹp trai không dính nổi một bên, chỉ có thể nói sắc mặt cương nghị bên trong mang theo vài phần khô khan, còn có kia một đầu ngắn không ngắn lại đầu tóc ngắn. Đặt ở trong đám người, đơn giản chính là trong nháy mắt mai một tại đám người, tuyệt không thu hút. Nhưng khi Tần Vũ thả ánh mắt trên người đối phương lúc, trong đầu hệ thống lại lần nữa quanh quẩn lên trước đó thanh âm. Đinh kiểm trắc đến số 2 nhân vật chính xuất hiện. Số 2 nhân vật chính thiên mệnh trị giá là 8977, hệ thống nhắc nhở túc chủ. Số 2 nhân vật chính đạt tới mức độ nguy hiểm. Quả nhiên là hắn. Ngay tại Tần Vũ đánh giá đối phương lúc, đối phương cũng đồng dạng cảm nhận được cái gì, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng Tần Vũ. Số 2 nhân vật chính nhãn thần tràn đầy sắc bén, giống như cao tường chân trời hùng ưng. Làm phát hiện Tần Vũ đang cùng mình đối mặt thời điểm, Tiêu thần nội tâm rõ ràng có chút khó chịu cái này có lẽ là trời sinh chung cực nhân vật phản diện cùng thiên mệnh nhân vật chính trời sinh liền lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt cho nên nhìn xem tần vũ chăm chú nhìn tự mình ngay lập tức tiêu thần hai con ngươi một ngưng tụ một cổ giống như tính thực chất áp lực cuốn tới ánh mắt bên trong lộ ra từng tia từng tia sát khí kiệt ngạo còn có thu hút tâm thần người ta lực áp bách thân là nhân vật phản diện lão ba tần vũ tự nhiên cũng cảm nhận được Đối phương cái này nhãn thần rõ ràng là giết qua không ít người. Không phải vậy không có khả năng như vậy sắc bén, giết qua người nhãn thần là cùng thường nhân không đồng dạng. Nhưng mà, Tần Vũ sẽ sợ sao? Tần Vũ trên tay liền không có tiên huyết sao? Đáp án là khẳng định. Làm cái thế giới này lớn nhất nhân vật phản diện lão ba, người mang thần cấp đảo ngược hệ thống, hơn nữa còn là người xuyên việt. Húng Hồ tại không có bị xuyên việt trước đó tần vũ kia kiêu hùng cùng thiết huyết tần vương xưng hào là thế nào đến. Chỉ là sau khi xuyên việc tự mình ẩn nấp tốt mà thôi. Ngay lập tức tần vũ đồng dạng ánh mắt hùng hổ dọa người. Lâu dài thân cư cao vị, tại thương trường như chiến trường trong xã hội, tần vũ đồng dạng là kinh nghiệm xa trường, năm đó có một ít đối thủ một mất một còn, đoán chừng đều đã bị tần vũ bí mật làm đoán chừng đầu thai chuyển thế. Tần vũ toàn thân khí chất trâu mà biến đổi, cả người đại khí bàn bạc, uy phong lẫm liệt, đôi mắt giống như vạn trường thâm uyên, lẳng lặng nhìn chăm chú tiêu số hai nhân vật chính tiêu thần. Trong lúc nhất thời, tiêu thần liền giống như trên bầu trời dương cánh bay lượn chim ưng, mà tần vũ thì là trong rừng vận sức chờ phát động bách thú chi vương. Hai người vụng trộm đối chọi gay gắt, tất mục không cho, đều muốn lấy khí thế đè sập đối phương. Cuối cùng, theo một vị ban đêm yêu nữ đi vào tầng vũ bên người, trong đám người tiêu thần ánh mắt chuyển dời đến nữ tử bên người, sắc mặt hơi đổi một chút, có chút ghen tuông, nhưng là vẫn thu hồi ánh mắt. Tần Vũ nhìn xem đối phương chủ động từ bỏ, còn có cảm nhận được bên người mỹ nhân. Chỉ là mùi cũng biết là ai. Đường tử diễm ưu nhã ngồi tại Tần Vũ đối diện, trong mắt mang theo nồng đậm hiếu kỳ, lên tiếng nói. Tần Tổng, một người ngồi không tẻ nhạt sao? Dứt lời, đường tử diễm búng tay một cái, gọi phục vụ viên, muốn hai ly cocktail tần vũ nhìn xem hùng hùng hổ hổ đường tử diễm cười nói khẳng định nhàm chán a à, bất quá ta nhớ ngươi cũng không còn như nhàm chán a à. đường tử diễm chăm chú nhìn tần vũ nói vừa mới bắt đầu còn có chút nhàm chán bất quá ta trước đó tại chu lão kia được một chút tin tức liền không tẻ nhạt ồ tin tức gì đường đại mỹ nữ có thể chia sẻ chia sẻ sao tần vũ hiếu kỳ hỏi nhìn xem tần vũ nói gì không hiểu biểu lộ, đường tử diễm mở ra đẹp mắt liếc mắt nói. Tần thần y, ngươi còn nhặt, tuyệt không chiếu cố tiểu bối. Ha ha ha, ngươi cũng coi như tiểu bối. Ta nhưng không có nhìn ra mở chỗ nào nhỏ. Tần vũ biết mình biết y thuật bí mật không lâu liền sẽ nghe tiếng toàn thế giới, ngay lập tức cũng không phủ nhận. Nhìn xem gián tiếp tính chất thừa nhận tần vũ, đường tử diễm nội tâm giống như có một vạn con nấp tại bắc. Bất quá đối phương không nguyện ý nhiều lời, vậy mình cũng không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi lấy chính đường tử diễm về sau một điểm điểm thăm dò đối phương bí mật. Tần Vũ nhìn xem đường tử diễm một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng, cũng không có quá nhiều giải thích, mà là cái cầm hướng phía tiêu thần phương hướng dơ lên nói. Cái người kia ngươi biết. Sở dĩ hỏi như vậy, là Tần Vũ trước đó cùng đối phương đối mặt thời điểm, đối phương rõ ràng là trông thấy đường tử diễm mới chủ động từ bỏ, mà lại cuối cùng kia tràn ngập ghen tuôn nhãn thần, Tần Vũ không có khả năng không có trông thấy. Đường tử diễm theo Tần Vũ ánh mắt nhìn lại. Khi nhìn thấy trong đám người kia không đáng chú ý nam tử lúc, thuận miệng nói. Hắn A, à, ta biết A, à, làm sao ngươi ăn dấm rồi. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 33 Bảo vệ tiêu thần Ba canh cầu đánh giá vé Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio là ai? Miệng bên trong nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Quan hệ đến tự mình địch nhân, Tần Vũ cũng không tại cùng đường tử diễm cười toe toét, còn như cái gọi là ăn dấm. Không tồn tại, chỉ có nữ hài ăn tự mình dấm. Đối phương rõ ràng không phải loại lương thiện, tự mình hiện nay nhân vật phản diện thiên mệnh giá trị, vẫn chỉ là đối phương số lẻ, cái này khiến Tần Vũ không thể không cẩn thận đối đãi. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng đối diện đường tử diễm nhìn xem đột nhiên nghiêm túc tần vũ khí chất trong nháy mắt chuyển đổi trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng nhưng là tần vũ trong giọng nói uy nghiêm nhưng đường tử diễm không thể không thu hồi miệng lưỡi dẻo quẹo thái độ mặc dù vẫn còn có chút không đứng đắn nhưng là cũng thành thành thật thật báo ra đối phương nội tình hắn a còn không phải ngày hôm qua ta đấu giá hội vượt mức hoàn thành lão gia tử mục tiêu sau đó ra gia lão gia tử phát hiện ta là một khối hiếm có mỹ ngọc vì chính về sau chia ra cái gì ngoài ý muốn liền không biết rõ từ nơi nào tìm đến một cái bảo vệ lạc lúc đầu bắt đầu ta là không nguyện ý cũng không ưa thích cái này gia hỏa làm tự mình cận vệ nhưng là u bất quá lão gia tử cuồng cường cho nên buổi sáng hôm nay cái này gọi tiêu thần liền một mực đi theo chính mình bất quá nghe gia gia nói cái này cá nhân rất có thế lớn mà lại có chút cuộc cường, còn giống như là một cái hoa Long quốc binh vương. Phạm vào chuyện gì mới ra ngoài tìm việc làm. Cuối cùng bởi vì đã cứu ta Gia Gia một lần, Gia Gia của ta mới nhận biết. Hôm nay trước khi đến, ta còn gọi hắn đừng đừng lên xe, không nghĩ tới cái này Gia Hỏa đã tự mình lái xe theo tới, làm sao bỏ cũng không xong, phiền chết. Nếu không phải nhìn ta Gia Gia trên mặt mũi, ta sớm đem nàng khai trừ. Nói lên việc này, Đường tử diễm một bên uống rượu, vừa cùng tần vũ đại thổ nước đắng. Chỉ chốc lát sau, hai quyển cốt tai liền bị đường tử diễm uống xong, đến cuối cùng liền tần vũ trước mắt vốt ca cũng bị đường tử diễm một ngụm vào trong bụng. Tần vũ cũng không có so đo, ở một bên lặng lặng nghe đường tử diễm kể rõ. Hiện tại rốt cục minh bạch cái này số hai nhân vật chính là lai lịch gì, hừ hừ có ý tứ, gọi tiêu thần. Tự mình có chút chiếu tượng. Cái này không phải liền là điển hình binh vương trở về, sau đó được an bài đến mỹ nữ tổng giám đốc bên người làm thiếp thân bảo vệ sao? Cẩu máu a à cẩu máu, khó trách đối phương khí thế như thế đủ, nguyên lai là đô thị binh vương lưu nhân vật chính. Lần này nhưng có chơi, mặt ngoài thành thành thật thật, kỳ thật nội tâm bụng già hẹp hòi, hơn nữa còn không thèm nói đạo lý. Còn tốt buổi sáng hôm nay mới tới đưa tin, Đường Tử Diễm cũng đối tiêu thần không ưa chẳng qua là cảm thấy đối phương có thể đánh đơn thuần ứng phó một cái lão gia tử ai không trò chuyện hắn hắn có cái gì tốt trò chuyện tần tổng lập tức nhanh ăn cơm đi thôi nói đường tử diễm nhẹ nhàng đứng lên đi vào tần vũ nghiêng người đối với cưỡng ép an bài tại bên cạnh mình bảo vệ đường tử diễm rõ ràng đối với đẹp trai thành thục tần vũ hơn cảm thấy hứng thú tần vũ nhìn một chút cổ tay rolet thời gian cũng không còn nhiều lắm ăn cơm thời điểm còn có thể ngẫm lại làm sao nhường đường tử diễm cùng tiêu thần tách ra cận vệ nghĩ chiếm đường tử diễm tiện nghi ha ha hỏi qua tự mình cái này trùng phản diện lão tổ tông sao ngay lập tức tần vũ nhẹ nhàng đứng dậy đang định cùng đường tử diễm cùng nhau đi dùng cơm nhưng mà bên người đường tử diễm có lẽ ứng là cồn nguyên nhân nhỏ đỏ mặt nhào nhào nhìn xem tần vũ đứng dậy ngay lập tức lại lần nữa đi lên một cái kéo tần vũ cánh tay điềm nhiên như không có việc gì nói đi đi thật đói a à. bụng cũng đói dẹp bụng tần vũ trước tiên cảm giác được ngay lập tức quay đầu mỉm cười nhìn xem đường tử diễm đường tử diễm thì giả bộ như nguyên vẹn không biết nhìn phía trước nếu không phải tần vũ nhìn xem đối phương khuôn mặt vừa đỏ mấy phần hồng phấn phấn hồng choáng chậm rãi bò lên trên tinh xảo bên tai thật đúng là bị cô nàng này lừa dối quá khứ bất quá có đẹp nghĩ bồi, cớ sao mà không làm đâu, liền không có lại xoa phá đường tử diễm tiểu tâm tư. Kim đồng ngọc nữ, lẫn nhau kéo tay cánh tay, hướng phía chu lão chuẩn bị yến hội phương hướng đi đến. Toàn bộ đại sảnh, cùng hai nhân khí chất so, cũng có vẻ ảm đạm vô quan, tự như chỉ có tần vũ cùng đường tử diễm tồn tại. Nhìn xem một trận này tuấn nam tình nữ, đang ngồi đám người trong lúc nhất thời cảm giác hai người là như thế xứng. Trai tài gái sắc. Đương nhiên, còn có một người không nghĩ như vậy, đó chính là cách đó không xa tiêu thần. Từ khi hôm nay đến đệ nhất gặp trong thấy đường tử diễm thời điểm, tiêu thần liền biết rõ, cái này nữ nhân là tự mình, ai cũng không thể tới gần. Mà bây giờ đối phương đã cùng một vị khác nam tử cười cười nói nói, kia đỏ bừng khuôn mặt, còn có có phải hay không truyền đến như chung bạc tiếu dung. Cái này khiến tiêu thần ghen ghét dữ dội, trên mặt nồng đậm ghen tuôn đơn giản đều nhanh hai độ lên men ngay lập tức tiêu thần quyết định làm những gì. Chậm rãi đứng dậy, toàn thân khối cơ thịt, 10 điểm bạo tạc. Bước nhanh đi vào hai người đối diện, đầu tiên là lấy ánh mắt cảnh cáo nhìn thoáng qua tầng vũ, sau đó đưa ánh mắt đặt ở tiểu thư nhà mình đường tử diễm trên thân. Đường tiểu thư, thân là ngươi cận vệ, ta cảm thấy tốt nhất để cho ta bồi tiếp ngươi, thủ hộ ngươi an toàn, đề phòng có ít người không có hảo ý. Tần Vũ nhìn xem nhìn không được tiêu thần, rốt cục không chịu nổi, quả nhiên binh vương cũng là người A. À. Mà đường tử diễm nhìn lấy đột nhiên xuất hiện, phá vỡ cái này ngày tốt cảnh đẹp tiêu thần, ngay lập tức ngữ khí hơi không kiên nhẫn nói. Uy, ta nói ngươi có hết hay không? Chính ta sự tình tự mình biết rõ. Ngươi mau tránh ra cho ta. Bất quá tiêu thần rõ ràng không có nghe đường tử diễm ý tứ, mà là tiếp tục nói. Đường tiểu thư, ta đã thụ đường lão gia tử ủy thác liền hẳn là phụ trách, mà lại ngươi đã cùng xây, vì ngươi thân người an toàn, vẫn là để ta đến dìu ngươi đi qua đi. Nói tiêu thần liền muốn lên đi đem đường tử diễm đoạt tới. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 34 Đối thủ một mất một còn ở bốn canh. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Nếu là dựa theo phổ thông đô thì văn lời nói, tiêu thần chiêu này ngang ngược không nói đạo lý, nói không chừng thật đúng là bị đem đường tử diễm đoạt quá khứ. Sau đó nữ nhân vật chính cảm giác tiêu thần thật là khí phách, thật bá đạo, tốt mang, không bao lâu nữa liền sẽ luân hãm. Bất quá tiêu thần không nghĩ tới là, đường tử diễm uống éo eo, núp ở tầng vũ đằng sau. Tần vũ lúc này cũng đứng ra, ngăn tại đường tử diễm phía trước. Tiêu thần nhìn lấy không hiểu vị tần vũ, ngay lập tức thấp giọng cả giận nói. Ngươi là ai? ta hoài nghi ngươi đối với đường tiểu thư mưu đồ làm loạn nhìn xem đã tức nổ tung tiêu thần tần vũ có chút lớn lối nói ta là ai ta đối với đường tử diễm gặp nguy hiểm ta là đường tử diễm thúc thúc làm sao ngươi có ý kiến hả giác dạ? mà phía sau đường tử diễm trong nháy mắt kịp phản ứng thân mật hướng về phía tần vũ ngọt ngào ngán kêu lên tần thúc thúc phốc tiêu thần trong nháy mắt lăn tại nguyên chỗ thúc thúc cái gì tình huống có đẹp trai như vậy còn trẻ như vậy thúc thúc ngay lập tức tần vũ nhìn xem sững sờ tiêu thần nói làm sao có ý kiến tiêu thần sắc mặt khó xử tiếp tục phản bác thúc 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 còn không phải giả ta không tin ngươi chính là nghĩ chiếm đường tử diễm tiện nghi tại sao lưng đường tử diễm rốt cuộc chịu không được cái này cố tình gây sự tiêu thần ngay lập tức đồng dạng bình tĩnh khuôn mặt nhỏ ta cùng thúc thúc ta quan hệ tốt một điểm không thể đây là nhà ta sự tình còn có làm tốt chính ngươi làm việc là được rồi nói xong đường tử diễm lại lần nữa kéo tần vũ tay nói tần thúc thúc đi lúc trước đường tử diễm liền hâm mộ cố khuynh thành gọi tần vũ thúc thúc mặc dù đường tử diễm tự mình cũng biết mình tính cách tùy tiện nhưng là chủ động nhận đối phương làm thúc thúc lời nói kia khiến cho tự mình giống như ham tần vũ chỗ tốt đồng dạng. Cho nên theo gặp mặt đến nay, đường tử diễm liền một mực trung thực bản phận gọi tần vũ. Tần tổng Không thể không nói đường tử diễm là một cái phi thường thông minh nữ hài. Mà bây giờ không đồng dạng, tần vũ chủ động nói là tự mình thúc thúc, đường tử diễm cũng không muốn đem cái tần quan hệ này làm mất rồi. Ngay lập tức một cái dắt lấy tần vũ cánh tay, nhìn cũng không nhìn tiêu thần, tiến về Chu Gia Dạ Yến. Theo hai người tiến nhập Chu Gia Dạ Yến, trong đại sảnh tiêu thần kinh ngạc, trên mặt cũng phong vân khó lường. Tự mình mới vừa tới Đông Lăng liền ăn bế môn canh, là cá nhân cũng không chịu nổi a, à, chính yếu nhất vẫn là tự mình ghen tuôn đại phát, trước đó không có xác nhận tần vũ thân phận. Đinh, phá hư số hai nhân vật chính số đào hoa thành công. Số 2 nhân vật chính khí vận giá trị 100, túc chủ về 100 đinh, nhiệm vụ bốc lên số hai nhân vật chính lửa giận thành công. Ban thưởng năm ức tiền mặt, 10 điểm tự do phân phối điểm thuộc tính. Tiêu thần kinh ngạc, hệ thống cũng kịp thời phản hồi một điểm ban thưởng, đối với những này tần vũ hiển nhiên đã tập mãi thành thói quen. Lại nói tần vũ cùng đường tử diễm làm bạn đi vào tiệc tối đại sảnh. Rộng lớn trong đại sảnh, đã bày bảy cái bàn tròn lớn con, cũng không lộ vẻ chen chút, có thể tưởng tượng tiệc tối đại sảnh diện tích có bao nhiêu hào hoa mà lại tại bảy bàn cũng đều là nơi đây đến nhất có bài diện người mới có thể nhập tọa còn lại một chút lính tôn tướng cua chỉ có thể làm sát vách phổ thông đại sảnh tại giả yến đại sảnh rất phía trước người trong cuộc chu lão ngồi tại thượng vị kia một bàn cũng là chu lão tốt nhất bằng hữu hoặc là cao cấp nhất một nhóm nhỏ người mới có thể cùng chu lão cùng nhau ăn cơm tần vũ không cần nghĩ mang theo đường tử diễm đi thẳng tới chu lão bên người một cái chỗ ngồi xuống nhưng là không có liên tiếp chu lão chu lão nhìn xem tần vũ cùng đường tử diễm cười tủng tỉm nói làm sao ngồi làm sao xa tần vũ ngồi lại đây nhóm chúng ta uống rượu tần vũ đồng dạng đáp lại mỉm cười nói à làm sao có thể hôm nay ta không quá chén ngươi cái lão già vị trí liền tùy tiện ngồi đi không quan trọng ha ha liền chờ ngươi câu nói này. Không bao lâu, Cố Khuynh Thành cũng không cha mình nhận tới, thật vừa đúng lúc, Đường Tử Diễm ngồi tại tầng vũ bên trái, mà Cố Khuynh Thành đi vào về sau, chủ động ngồi tại tầng vũ bên phải. Cố Khuynh Thành bên phải nhất thì là cha mình. Theo đại gia tướng hứa nhập tọa, rất nhanh dạ yến đại sảnh đã ngồi đầy người. Tiêu thần bởi vì mới vừa cùng Đường Tử Diễm náo loạn một hồi, cho nên bị phân phối đến sát vách. Tầng vũ thì ngồi tại hai nữ ở giữa được không tự tại. Chu Lão cũng không phải như vậy cứng nhắc người. Ăn cơm chính là ăn cơm, cũng không có cái gì diễn thuyết, phát biểu, chính là đơn thuần ăn cơm. Theo phục vụ viên mang thức ăn lên, một nháy mắt Đại Sảnh tề nhạc nồng đầm. Tần Vũ bản về sau, hôm nay cũng hoạt động liền đến này giải tán. Nhưng mà biến cố tài sinh. Một đạo bén nhọn tiếng cười đột ngột xuất hiện tại Chu Lão cũng già dạ yến Đại Sảnh, ngay sau đó một vị đầu hói đầu đoán chừng có 50 tuổi nam tử xuất hiện. Chu lão, chúc mừng chúc mừng, ta hoàng mổ không mời mà tới, không đề nghị a. À. Chu lão nhìn xem người tới, không khỏi hơi nhíu cau mày, thuận tiện nhìn thoáng qua cạnh bên tầng vũ. Còn như người tới, đối với chu lão tới nói, cũng không có quá đại thù hận, có thể nói hai người không can thiệp chuyện của nhau. Nhưng là đối với một bên tầng vũ tới nói, hai người này một mực tại các loại trường hợp lẫn nhau gõ đối phương tần vũ đồng dạng nghe thấy được tiếng cười ngẩng đầu nhìn người tới tân nguyệt thị hải hoàng tập đoàn tổng giám đốc hoàng túc hải một vị tự mình thương nghiệp đối thủ một mất một còn cũng là đối thủ cũ quả nhiên hoàng túc hải chậm rãi đi vào chu lão bên người trông thấy một bên ngồi tần vũ cũng là hơi sững sờ còn có đối phương bên người hai vị tuyệt sắc giai nhân càng làm cho hoàng túc hải một trận không thoải mái ngay lập tức chăm chọc nói nha, đây không phải tần tổng, ngọn gió nào thổi ngươi tới. Là tới ăn nhờ ở đầu A, ta hoàng mổ mặc dù không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nhưng là tốt xấu mang theo lễ tới. Nói hoàng túc hải nhất nhất trong tay một cái tinh xảo đóng gói hộp, ám chỉ tự mình so tần vũ nghĩ chu toàn. Tải áp nghe trọng bộ ở phần mô tả. Chương 35 Chính phẩm cũng đập phá. Canh năm cầu số liệu ủng hộ nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Chu lão ở một bên nhìn xem Hoàng Túc Hải, tới chính là khiêu khích, cái này như thế nào đến. Theo niên kỷ càng lúc càng lớn, Chu lão cũng không có năm đó tung hoành cửa hàng quyết đoán, mà lại Hoàng Túc Hải thân phận cũng không kém. Ngay lập tức Chu lão lên tiếng nói. Ai, tới thì tới, còn đưa cái gì lễ, không cần chơi những này suyệt, không phải liền là nhiều hơn một trương ghế sự tình sao nói như vậy hai đám người cũng không thể tội. có thể Tần Vũ không phải ăn chay, người khác gây chuyện, vậy mình đương nhiên muốn phản bác. ngay lập tức đem thân thể dựa vào phía sau một chút, nửa nằm thân thể, nhãn thần tự như nhìn xuống đồng dạng nhìn xem Hoàng Túc Hải nói. vàng tên trọc, người khác chu lão căn bản cũng không có mời ngươi đến, người da mặt này thật đúng là dày a. À. Hoàng Túc Hải đồng dạng tìm đến một cái ghế ngồi nói. ta cái này người a, à, cái gì đều không tốt chính là ưa thích tham gia náo nhiệt lại nói chu lão khôi phục dạng này đại hỷ sự ta sao có thể không đến đâu ngược lại là ngươi hai tay trống trơn chật 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 nhìn xem đối phương kia một bộ vô sĩ bộ dáng tần vũ buồn cười đối phương đã đến đều tới nắm lấy cái này vô hại đại nhã sự tình nhưng có chút không phóng khoáng ngay lập tức tần vũ nhìn xem trong tay đối phương tinh xảo cái hộp nhỏ vàng tên trọc đã ngươi đối với chu lão sự tình như thế để bụng Chắc hẳn đồ vật cũng không kém a. À. Không bằng lấy ra cho đoàn người nhìn xem. Hoàng Túc Hải nghe nói đối phương đã chủ động đụng vào trên lưỡi thương, trong nháy mắt vui vẻ. Cầm trong tay tinh xảo hộp quà đặt ở trên cái bàn tròn, vừa mở ra, vừa đắc chí nói: "Ta hoàng mổ chuẩn bị đồ vật, khẳng định phù hợp Chu lão yêu thích a." À. Theo Hoàng Túc Hải cùng Tần Vũ lẫn nhau phá, to như vậy dạ yến bên trong, đám người nhao nhao hiếu kỳ, thăm dò nhìn lại nghĩ biết rõ hoàng túc hải dùng tin như vậy thi lễ hộp chứa là cái gì đồ vật. Nhìn xem đại gia đưa ánh mắt đặt ở tự mình cái này, hoàng túc hải cũng là 10 điểm cao hứng. Trước kia bất kể là đang tụ hội vẫn là trên buôn bán, tất cả mọi người quen thuộc đưa ánh mắt đặt ở tầng vũ cái này soái ca trên thân. Hôm nay hiếm thấy ép đối phương một đầu, mình đương nhiên cao hứng. Theo hộp quà chậm rãi mở ra. Cái gặp hộp quà bên trong một tôn S.F.A.C.E.D. Buddha đồ cổ hiện ra tại mọi người trước mắt. S.F.A.C.E.D. Buddha chỉnh thể thành thất thải sắc, mặc dù có vẻ hơi pha tạp, nhưng là thắng ở tinh xảo. Một thân tám đầu, mỗi một cái đầu cũng có vẻ sinh động như thật, cái này đồ cổ xem xét liền không đơn giản. Đang ngồi cũng biết rõ chu lão trong ngày thường, không có cái gì thật yêu, nhưng là đối với ngọc khí, còn có đủ loại đồ cổ, kia là cảm thấy hứng thú vô cùng. Mà lúc này, một tên tự như rõ ràng có chuẩn bị kính mắt lão giả, chậm rãi đi đến Hoàng Túc Hải bên người, giả vờ giả việc cẩn thận quan sát cái này một tôn cỡ nhỏ s f. f a e. Đông nhìn xem tay nhìn một cái, ngay lập tức một mặt kinh ngạc nói. Đây là tay vực đồ cổ, mà lại cái này s f a e. mặt ngoài phai màu không phải quanh năm oxy hóa tạo thành, là bản sự liền lấy nhạc màu cổ nước sơn đổ bê tông mà mà thành, cho nên nhìn giống như rơi nước sơn, kỳ thực là nó nguyên bản sắc thái, dạng này có thể tốt hơn bảo tồn. Đương nhiên chủ yếu nhất là, cái này một tôn Phật tượng đã độ cao trở lại như cũ, tay vực miếu cổ Phật tượng, còn giữ như thế hoàn chỉnh, đúng là không dễ a. À. Hoàng Túc Hải nghe nói, ngay lập tức cười to nói. Cũng không phải sao. Cái này một tôn S.F.A.C.E.D. Buddha thế nhưng là ta bỏ ra gần 100 triệu giá tiền ở nước ngoài mua về mà ánh mắt nam lần nữa lên tiếng nói. Theo ta đối diện ước định, tôn này S.F.A.C.E.D. .F Buddha, xa xa không chỉ 100 triệu, chính yếu nhất nó lịch sử hàm ẩn, không thể đo lường A. Theo Hoàng Túc Hải cùng vị kia gã đeo kính một hỏi một đáp, đang ngồi một chút không hiểu cổ vật cũng biết rõ cái này đồ vật có giá trị không nhỏ. Đơn giản chính là có tiền mà không mua được bảo bối, không nghĩ tới đối phương đã đem cái này đồ vật đưa tặng cho chu lão, trong lúc nhất thời có thể nói là phong quan vô hạn. Đám người hô to. Bá khí. Liền liền chu lão nghe nói, cũng ẩn ẩn có chút tâm động, chu lão cái này chơi cổ giới cũng là chuyên gia. Trước đó căn bản không cần nghe gã đeo kính giới thiệu, tự mình chỉ cần đại khái nhìn một chút cũng biết rõ cái này cũng đồ vật rất không tầm thường. Nhưng là hiện nay, đây là tần vũ đối thủ một mất một còn đưa, cho nên chu lão cũng chỉ là nhíu nhíu lông mày, không hề bị lay động. Tần Vũ nhìn trước mắt hai người, mèo khen mèo dài đuôi, đối với hai người hát đôi biểu diễn, cảm thấy 10 điểm ngây thơ. Bất quá đối với cái này đồ cổ cái gì, trước kia Tần Vũ mặc dù không hiểu nhiều. Nhưng là mình vừa rồi chính mình mới thu hoạch được thần cấp giám định chi thuật. Đây không phải vừa mới nghĩ đi ngủ, liền có người đưa gối ông sao. Tần Vũ lặng lặng nửa nằm trên ghế, nhìn xem Hoàng Túc Hải đem bầu không khí hoàn toàn tô đậm bắt đầu, đạt đến đỉnh điểm cảm giác không sai biệt lắm về sau tần vũ một tiếng ho nhẹ chậm rãi đứng lên thân tới ngữ khí không vội không chậm chậm nói a à, cái này đồ vật thật có ngươi nói như thế thần kia không ngại ta xem một chút đi vừa vặn ta đối với đồ cổ cũng là hiểu sơ hoàng túc hải nghe nói trên mặt mang dẻo cợt nói ngươi muốn kiểm hàng ta sợ ngươi hay sao sau đó hoàng túc hải chuyển động trên cái bàn tròn kính đem s f. f a c e G. Buddha chuyển quá khứ. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, Hoàng Túc Hải chính là muốn làm cuối cùng đánh Tần Vũ mặt. Tần Vũ nhìn xem chuyển tới trước mắt mình s f a c e G. Buddha, ngay lập tức một tay lấy toàn bộ s f a c e G. Buddha bế lên. Cẩn thận quan sát, phát hiện cái này một tôn đồ cổ xác thực rất không tệ, chế tác tinh xảo mà lại mỗi một cái phật bài phía dưới cũng đối ứng có một cái không đủ một cm lỗ nhỏ cũng không biết rõ dùng để làm gì tần vũ ông s f. f a c e buddha không có chút nào đối đãi đồ cổ như vậy nhẹ chân nhẹ tay mà là dùng sức lung lay s f. f a c e buddha bên trong tự như là trống rỗng bởi vì lúc trước tự mình lắc lư giống như có cái gì đồ vật tróc ra tần vũ lại lần nữa hướng phía lỗ nhỏ nhìn lại hả là một trương chữ, mượn nhờ tia sáng còn có thể xem rõ ràng một chút mơ hồ chữ. Mà một bên Hoàng Túc Hải cùng những người khác, nhìn xem tần vũ dạng này dày vò tự mình đồ cổ, có chút dơ chân. Uy, ngươi không hiểu cũng đừng dày vò, làm hư ngươi bồi lên sao. Nhìn xem Hoàng Túc Hải mắt gấp, tần vũ lại lần nữa điều tra trong hệ thống thần cấp giám định thuật. Đinh, kiểm trắc đến. Thất thải S.F.A.C.E.D. .F Buddha chính phẩm bảo tồn hoàng mỹ hả đã cái này đồ vật là thật không phải đồ dõm kia có ý tứ tần vũ nhìn xem đoàn người nhìn mình ánh mắt kế thượng tâm đầu khẽ mỉm cười nói ta nói cái này đồ vật là đồ dõm nhẹ nhàng buông ra hai tay trong tay s f. f a c e g buddha theo trong tay chậm rãi rơi xuống ba răng rắc toàn bộ tay vực đồ cổ phá thành mảnh nhỏ đang ngồi người một mặt kinh ngạc. Coi như đập phá đây không phải một câu liền đập phá A. Còn có hai canh, hiện tại đi ra ngoài một chuyến, tối nay lại đổi mới. Cầu hoa tươi, đánh giá vé nguyệt phiếu. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 36 Trung Tây kết hợp đồ cổ ở 6 chương cầu hoa tươi đánh giá vé. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Hoàng Túc Hải nhìn xem tự mình vất vả đại đến bảo bối, đảo mắt liền bị đối phương đập phá, hơn nữa còn là ngay trước đại gia mặt đập phá. Ngay lập tức bước nhanh vòng qua đứng ở chính giữa chu lão, đi vào tầng vũ bên người, nhìn xem đối phương trên mặt đất kia một đôi hiếm ngói vỡ phiến. Hoàng Túc Hải cả người đều có chút điên cuồng, thanh âm khàn khàn nói. Tần Vũ, hôm nay ngươi không cho ta cái bàn giao, vấn đề này không có chơi. Theo thoại âm rơi xuống, mấy vị ba to ngũ đại người áo đen xuất hiện tại dạ yến đại sảnh, hiển nhiên là Hoàng Túc Hải bảo vệ. Một bên Cố Khuynh Thành có chút sợ hãi, nhưng là vẫn ngồi tại tầng vũ bên người, cho thấy quyết tâm, mà đường tử diễm thì một mặt thú vị nhìn trước mắt lấy một màn này. Đối với từ nhỏ không sợ trời không sợ đất nha đầu, bản thân thể nội chính là có chút cuồng giả ghen. Mà tần vũ, đạp nát cái này dựa vào thần cấp giám định thuật kiểm trắc ra là đồ thật S.F.A.C.E.J. .F Buddha, cả người không chút nào không hoảng hốt, có vẻ phá lệ bình tĩnh hoàng túc hải nhìn xem chuyện cho tới bây giờ còn không hề bị lay động tần vũ sắc mặt càng là khó coi lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương tần vũ đừng tưởng rằng nói cái gì không xem chừng thất thủ giá gốc thường cho ta ta liền tốt từ bỏ ý đồ lão tử không thiếu số tiền này hôm nay ngươi nếu là không cho ta cái bàn giao coi như chu lão mặt mũi ta cũng không cho tần vũ đứng tại chỗ nhìn xem thề không bỏ qua hoàng túc hải nói Ngươi thật muốn ta nói. Đến thời điểm ngươi cũng đừng tự mình xuống đài không được a." À? Hoàng Túc Hải hừ lạnh một tiếng. "Ta xuống đài không được. Chuyện này ta chiếm lý, đến thời điểm ta muốn ngươi không thể quay về Tân Nguyệt." "Tốt a, à, đã ngươi nhất định phải ta nói, vậy ta liền không khách khí, ta nói ngươi cái này đồ vật là giả có vấn đề." Tần Vũ thanh âm không nóng không vội. "Chu lão chẳng lẽ bệnh nặng khỏi hẳn?" mà ngươi lại cầm một cái giả đồ cổ đến lừa dối, không biết rõ ngươi lại là cái gì ý tứ. Rắp tâm ở đâu? Hoàng Túc Hải tức hỗn hỉnh, có vẻ dị thường bực bội. Ngươi nói giả chính là giả. Lấy cái gì chứng minh? Trước đó vị kia mang kính mắt thế nhưng là khảo cổ giáo sư, hắn nói chuyện, chẳng lẽ cũng có lỗi. À, nhà khảo cổ học thế nào? Nhà khảo cổ học liền sẽ không nhìn lầm mắt sao? nhìn xem khó chơi Tần Vũ, Hoàng Túc Hải sự nhẫn nại đã nói cực hạn, duỗi tay chỉ Tần Vũ. Ngươi! Đừng ta cái gì ta, đã ta nói s f. f a c e G. Buddha là giả, kia khẳng định có ta đạo lý A, vàng tên trọc, ngươi thật đúng là vượt ngốc vượt trở về. Chứng cứ đâu? Hoàng Túc Hải phẫn nộ hỏi. Chứng cứ? Tần Vũ chỉ vào dưới chân s f. f a c e G. Buddha mảnh vỡ nói. Chính ngươi sẽ không tìm. Hoàng Túc Hải nhìn xem há mồm liền ra Tần Vũ, nhường xuống vì để cho đối phương hết hy vọng, ngẩng đầu nhìn một chút trước đó cùng mình hát đôi gã đeo kính, ra hiệu đối phương tìm hạ. Nội tâm đã bắt đầu nghĩ đến làm sao trả thù Tần Vũ, đến thời gian liên hệ phóng viên, liên hệ truyền thông, trắng trận tuyên dương Tần Vũ lần này việc xấu, muốn để đối phương thân bại danh liệt. Trung niên gã đeo kính tiếp thu được chủ tử thông tin về sau, vội vàng trên mặt đất lật xem bị quan hiếm nát s f. f a c e Buddha. Ở đây một đám danh môn quý tộc đồng dạng trầm mặt xuống, lặng lặng mà nhìn xem trung niên gã đeo kính tại một đôi ngói vỡ bên trong tìm kiếm. Mỗi một phiến ngói đều không có vấn đề, tràn đầy tay vực gió. Ngay tại lúc trung niên gã đeo kính lật ra cuối cùng một mảnh ngói lúc. Một trương ố vàng giấy xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Ngô! yến hội trên mặt thảm không có khả năng xuất hiện loại này. Xem xét chính là thả thật lâu trang giấy, cho nên một nháy mắt hấp dẫn ở đây tất cả ánh mắt. Hoàng Túc Hải cũng trong nháy mắt cảm giác được không thích hợp. Giấy. Nơi nào đến giấy? Trước đây tay vực có giấy loại vật này sao? Tự mình cũng không xác định. Theo trung niên gã đeo kính chậm rãi cầm lấy đặt ở thấp nhất, ố vàng giấy, làm xem rõ ràng bên trong nội dung về sau, hai tay không khỏi rung lên, sắc mặt cũng có chút khó coi. Hoàng Túc Hải càng phát ra cảm giác không đúng, ngay lập tức lệ quát. Thế nào? Trên đó viết cái gì nội dung? Nghe nói chủ tử mình kêu to, gã đeo kính đã không có nói chuyện, chỉ là hai tay phát trung đem phát giấy vàng trương đưa quá khứ. Hoàng Túc Hải một cái tiếp nhận trang giấy, một trang giấy có thể nói rõ cái gì? Ngay lập tức nhìn chăm chú nhìn đi lên. Trên giấy đã viết một chuỗi văn dịch. Gốc Is -A -G, thượng đế là nữ hài. Phốc làm sao có thể? Hoàng Túc Hải đồng dạng bị câu này tiếng Anh chấn kinh, Tây vực s f a c e -G Buddha bên trong đã cất giấu một câu như vậy tiếng Anh. Xem cái này phát giấy vàng trương, rõ ràng là cùng s f a c e -G Buddha cùng một cái niên đại A. À. Nhưng là cùng một cái niên đại đồ vật, bên trong làm sao lại xuất hiện tiếng Anh? Đây không phải Tây vực đồ cổ sao? chẳng lẽ trước đây liền đã trung tay kết hợp rồi. Này làm sao cũng nói không đi qua đi. Chu lão ở một bên đương nhiên cũng nhìn thấy tấm kia có chút niên đại trang giấy, sắc mặt có chút quái dị, trung tay kết hợp đồ cổ. Hơn nữa còn là tay vực. Này sẽ thế nhưng là thêm kiến thức, lại là thượng đế lại là s f. f a c e d buda Một cái Phật giáo, một cái di sức. Liền xem như cá nhân cũng biết rõ đây là đồ giỏm a nếu không phải hoàng túc hải là có tiếng hỏng chỉ sợ ở đây người đều biết dỗ mà cười to đây cũng quá giả a à. tần vũ lúc này đi vào hoàng túc hải bên người giả dạng làm thất vọng lắc lắc đầu ai vàng tên trọc ngươi làm giả cũng tạo tốt một chút sao đây cũng là tay vực gió lại là thượng đế là nữ hài cái này nói không đi qua theo tần vũ tức chết người không đền mạng lời nói ở đây rốt cục có người không nín được cười lên ha hả. Cái đồ chơi này cũng đáng 100 triệu. Vô giới chi bảo. Nhà ta TV linh kiện vẫn là nhập khẩu, sát ngoài vẫn là hàng nội địa, cũng coi như cái bảo vật rồi. Hoàng Túc Hải nhìn xem một chỗ bừa bộn, lên làm cũng vô quan. Đơn giản liền chính là mất mặt ném đại phát. Có thể cái này đồ vật thật đúng là tự mình hoa gần 100 triệu đại trở về A à, tại áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 37, ta đánh cái điện thoại. Bảy chương, cầu số liệu ủng hộ a. À? Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện. Chấm audio. Kỳ thật tại Tần Vũ vừa mới cầm qua đồ cổ đến, phát hiện không có vấn đề thời điểm, cũng nghĩ qua một tay lấy đồ cổ đập phá, sau đó dùng hệ thống đưa tiền mặt bãi bình. Bất quá nghĩ đến muốn vô ích cho đối phương mấy ức, thậm chí mười mấy cái ức, làm nhân vật phản diện lão ba Tần Vũ khẳng định không nguyện ý vô ích ăn này sẽ thua thiệt a. À? nhưng khi Tần Vũ tùy ý cầm đồ cổ lừa dối, gây chuyện thời điểm, Tần Vũ rõ ràng cảm giác được trống rỗng S.F.A.C.E.G. F. Buddha bên trong có cái gì đồ vật tróc ra. Cho nên mới sẽ lại lần nữa cầm lên quan sát một phen. Không nghĩ tới S.F.A.C.E.G. Buddha bên trong nếu là một trang giấy, mà lại là nhìn qua phát vàng vàng ma giấy. Ngay lập tức Tần Vũ liền nghĩ vàng ma giấy đặc tính, cũng chính là dễ dàng bị thẩm thấu mà lại cái này giấy rõ ràng trước đó là dính sát s f. f a c e G. Buddha Vách trong, hẳn là cũng có một đoạn tuế nguyệt. Tăng thêm giấy dễ dàng bị thẩm thấu đặc tính, như vậy theo đồ sứ s f a c e G. Buddha nội bộ các loại nhân tố sinh ra biến hóa, trang giấy cũng sẽ đồng dạng theo biến hóa, thậm chí còn có thể nhiễm phải đồ sứ loại kia cổ lão cảm nhận. Khiến cho giống như trang giấy chính là cùng s f a c e G. Buddha cùng một chỗ sinh ra. Loại này tình huống dưới không thông qua một loạt nghiêm ngặt kiểm trắc, trong thời gian ngắn là không phân biệt được. Lại đến về sau, Tần Vũ xuyên thấu qua lỗ nhỏ, lờ mờ có thể phân rõ trên giấy là viết chữ cái. Cho nên Tần Vũ tại chỗ liền biết rõ, có thể trong này là một chút văn chương. Cuối cùng mới xảy ra Tần Vũ nện s f. f a c e D. Buddha một mạng, mà lại bởi vì thời gian cấp bách, yến hội nhiều người, bầu không khí nồng đậm, không thích hợp đối với hai kiện vật phẩm cẩn thận thăm dò có thể nói tần vũ là nắm giữ lấy thiên thời địa lợi cùng người cùng mới đem đại gia lừa dối quá khứ hiện tại tần vũ sao có thể bỏ qua gõ đối với điện thoại sẽ đâu hư hư tốt ngươi cái vàng tên trọc tại cái này tốt đẹp thời gian bên trong ngươi đã cầm một cái đồ dõm đến lừa gạt chu lão xem ra ngươi trong mắt chỉ còn lại ngươi hoàng gia đi theo tự mình tiêu phí giá tiền rất lớn vật phẩm bị tra ra là đồ dõm Hoàng Túc hại khí thế trong nháy mắt suy sụp, trên trán cũng là có chút đổ mồ hôi. Cái? Cái gì? Đồ dẫm, kỳ thật, kỳ thật ta cũng là người bị hại có được hay không? Lão tử trực tiếp tổn thất 100 triệu. Tần Vũ chiếm thượng phong, lại lần nữa lên tiếng nói. Ồ, vậy ngươi ý tứ chính là trách ta, đem ngươi tỉ mỉ trù hoạch đồ cổ đập phá, muốn ta bồi rồi. Tốt, ta bồi thường cho ngươi. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là Tần Vũ đang nói tỉ mỉ trù hoạch, bốn chữ này thời điểm, ngữ khí đặc biệt nặng. Cảm giác này thật giống như để cho người ta cảm thấy Hoàng Túc Hải có chuẩn bị mà đến, cố ý muốn Phật Chu Lão mặt mũi. Cái này có thể để Hoàng Túc Hải rất là khó chịu, cầm lấy khăn tay lau mồ hôi nói. Không không không. Cái này làm sao có thể chứ, nói cho cùng vẫn là ta lơ là sơ suất. Dạng này đồ dẫm chính là cái kia nệnh có một cái nền một cái, ta đến thời điểm ra ngoại quốc tìm cái kia bán cổ động lão đầu tính sổ sách. Không. Ta hiện tại liền đi tìm lão đầu kia tính sổ sách. Hoàng Túc Hải hôm nay đã đủ mất thể diện, tự mình cũng không tiện lại nơi này ăn cơm, ngay lập tức tranh thủ thời gian mượn cớ chuồng đi. Theo Hoàng Túc Hải xám xịt trời đi, ở đây một đoàn người nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt đã không đồng dạng. Hôm nay Tần Vũ thế nhưng là điển hình chờ ta cho đại gia lên bài học, như thế nào bình tĩnh đánh mặt đối thủ. Nhìn như phong khinh vân đạm, kỳ thực vòng vòng đang xen. Cố khuynh thành cùng đường tử diễm cũng là một mặt sùng bái, thúc thúc đơn giản quá lợi hại, xử sự, sự không sợ hãi, loại cục diện này đều có thể khởi tử hồi sinh. Còn nhường đối phương chật vật trời đi. Chu lão nhìn lấy rời đi hoàng túc hải cũng không có lên tiếng giữ lại, ngược lại là ngồi sổng xuống nghi hoặc nhặt lên một mảnh ngói vỡ. À, không đúng, đồ sứ này bất kể thế nào xem đều là tay vực chính phẩm a à, tại sao sẽ như vậy chứ bởi vì một trận xảy ra bất ngờ nháo kịch khiến cho chu lão cùng tần vũ rượu cũng không có uống thành thời gian cũng đã không muộn tới gần yến hội kết thúc chu lão cũng chỉ có thể thầm nghĩ đáng tiếc muốn tần vũ làm mặt cam đoan lần sau hai người nhất định phải đơn độc uống thật sảng khoái theo một vị lại một vị khách nhân rời đi chu gia bắt đầu quạng cu xuống tới Cố Khuynh Thành cũng bị cha mình kêu lên xe chuẩn bị rời đi. Đưa mắt nhìn Cố Khuynh Thành ngồi mây bát rời đi, Tần Vũ cũng không quay đầu lại nói. Làm sao? Ngươi nha đầu này còn dự định ý lại vào ta kéo. Tần Vũ phía sau tự nhiên đi theo là đường tử diễm. Cái gặp đường tử diễm bởi vì uống rượu nguyên nhân, khuôn mặt nhỏ hiện tại đỏ bừng, sát là đáng yêu. Nghe Tần Vũ thúc giục để cho mình rời đi ngay lập tức đường tử diễm nhẫn nhịn nín miệng nói. Người khác cũng có người chuyên đưa đón, ta chính là một người lái xe tới, hơn nữa còn uống rượu. Nhìn xem quả thật có chút say khước đường tử diễm, tần vũ bất đắc dĩ lắc đầu, biết rõ tự mình tử lượng không được còn dùng sức uống, nhà đầu này có phải hay không đem tự mình cũng coi như tiến vào. Ngay lập tức hướng phía nhà để xe phương hướng đi đến. Đi thôi. Chậm đại gia liền không hầu hạ nghe nói tần vũ lời nói đường tử diễm nhãn thần sáng lên một đường chạy chậm đến đuổi kịp tần vũ ta liền biết rõ thúc thúc đối với người ta tốt nhất rồi hi hi hai người song song đi vào nhà để xe ngay tại tần vũ định tìm xe thời điểm tiêu thần lại lần nữa xuất hiện tại nhà để xe ngăn cản hai người đường đi đường tiểu thư ta đưa ngươi về nhà đi cũng không cần phiền phức tần tổng huống hồ hắn cũng không tiện đường tần vũ nhìn xem cái này âm hồn bất tán tiêu thần thật đúng là có kiên nhẫn a à. mà một bên đường tử diễm nghe đối phương kia không thể nghi ngờ ngữ khí cũng là rất khó chịu nói cái gì gọi là không tiện đường ta hôm nay đi tân nguyệt thì ở không được sao chính ngươi đi về trước đi tiêu thần bởi vì trải qua lần trước kinh ngạc nói chuyện hiển nhiên xem chừng rất nhiều trực tiếp chuyển ra lão gia tử đến đây là ta vừa mới gọi điện thoại cho lão gia tử xin chỉ thị nói ngài phải tất yếu ta đưa về nhà hắn lão nhân mới yên tâm ngươi cũng không muốn nhìn xem lão gia tử lo lắng a à. nghe nói tiêu thần lời nói chính là đường tử diễm cũng không có biện pháp phản bác và gia mình đối với mình là thật tốt ngay lập tức chỉ có thể kỳ vọng nhìn xem tần vũ ngập nước mị nhãn tự như lại nói ta thật muốn đi tân nguyệt thì chơi đưa mỹ nữ về nhà bị người ngăn cản Tiểu Bạch Văn nhân vật phản diện khẳng định trước tiên gọi người, đem tiểu tử này đánh một trận A. Kêu cái gì bạn bè không tốt, trên đường, hoặc là tiểu lưu manh vân vân. Tần Vũ đồng dạng cũng là nghĩ như vậy, cũng là làm như thế. Từ miệng túi xuất ra điện thoại. Quay số điện thoại. Tìm người. Bảy chương hoàn thành, tác giả cung không có nuốt lời A, cầu hoa tươi, cầu đánh giá vé, nguyệt phiếu. Hết thảy số liệu ủng hộ một cái ha. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 38 Cầu đánh mặt, cầu nhặt tất, cầu hoa tươi, cầu đánh giá vé. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Đối diện tiêu thần đồng dạng nhìn xem tần vũ móc ra điện thoại, một bộ muốn tìm người giáo huấn tự mình bộ dáng. Ngay lập tức nội tâm một trận cười lạnh, hư hư, chính mình là các loại những này không não trùng phản diện giao người. Dựa theo tự mình hoa long quốc đặc chủng binh vương thực lực, đến bao nhiêu tiểu đệ cũng là cho mình đánh mặt cùng đưa kinh nghiệm làm không tốt đối phương gọi giúp đỡ vẫn là tự mình đã từng thủ hạ trông thấy tự mình sau một trận quỳ thêm tại chỗ nhặt tất đánh mặt một con rồng dạng này cũng có thể nhường đường tử diễm kiến thức đến tự mình thế lực là bực nào cường đại tiêu thần trong đầu y y đều nhanh nhịn không được cười ra tiếng tích 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 điện thoại thông tần vũ cầm trong tay điện thoại mắt liếc thấy có điểm tâm hoa nộ phóng tiêu thần đồng dạng nội tâm một trận xem thường không đến một lát điện thoại đã thông không chờ đầu bên kia điện thoại mở miệng tần vũ trực tiếp trước tiên mở miệng nói uy chết chưa giác Đường tử diễm kinh ngạc nhìn xem mở miệng chính là hỏi đối phương chết chưa tần vũ đây cũng quá nho nhã hiền hòa đi đầu bên kia điện thoại hiển nhiên cũng bị làm mộng thanh âm già nuôi truyền đến ngươi là ai ngươi làm sao biết rõ cái này điện thoại thật lớn mật a à? tần vũ vẫn như cũ hoàn toàn thất vọng ngay cả ta cũng không nhận ra ta xem ngươi thật là lão hồ đồ à nha tại xa xôi đông lăng thị một chỗ trong biệt thự xa hoa một vị lão đầu nằm ở trên giường đã có tuổi ngủ được tương đối sớm đang ngủ thơm thời điểm bị điện thoại đánh thức hơn nữa còn là tự mình tư nhân điện thoại ngay lập tức mơ mơ màng màng liền tiếp liền đối phương danh tự cũng không có xem chỗ nào nghĩ đến đối phương bắt đầu chính là ân cần thăm hỏi tự mình chết chưa hơn nữa còn một bữa đổ ập xuống đem lão đầu triệt để mắng tỉnh ngay lập tức nhìn thoáng qua tự mình điện thoại giao diện biểu hiện ra hai cái chữ to tần vũ chợt kịp phản ứng cũng chỉ có đối phương mới dám cùng mình như vậy không biết lớn nhỏ nói chuyện ngay lập tức cười nói ha ha nguyên lai like là Tần Vũ A, hiếm thấy ngươi nhớ tới ta lão đầu tử này, làm sao có cái gì dự án muốn cùng ta lão đầu tử này hợp tác. Trong ga chấm ra, Tần Vũ nghe đầu bên kia điện thoại đã triệt để tỉnh táo lại, tức giận nói. Gia đen nhất quan tài nghiệp vụ, muốn hay không hai chúng ta công ty hợp tác mở một nhà. Phốc, điện thoại kia tươi sáng hiển bị Tần Vũ lời nói chọc cười, tiếp lấy đồng dạng hỏi. Tốt, Tần Vũ, muộn như vậy đánh ta điện thoại chuyện gì a à, lão nhân gia ta có thể chịu không được các ngươi giày vò rồi. Tần Vũ nhìn một chút tiếp tục ngăn cản ở phía trước chính mình tiêu thần, ngay lập tức nhếch miệng lên. Đại sự không có, ta tại chu lão gia trông thấy ngươi bảo bối cháu gái, phát hiện là một khối khả tạo chi tài, dự định mang về công ty bồi dưỡng một chút. Không sai. Tần Vũ gọi điện thoại đối tượng, không phải người khác, chính là đường tử diễm gia gia, Đường thị tập đoàn chính thật lão bản. Đường Huyền Minh. Nằm ở trên giường đường lão nghe xong trong điện thoại Tần Vũ lời nói, ngay lập tức một cái ngồi thẳng người, ngữ khí cũng kích động nói. "Chân. Chân. Ngươi. Ngươi cũng đừng gạt ta lão nhân này a." À. Tần Vũ tiếp tục nói. "Cái này còn có thể là giả?" Đến tử diễm kêu một tiếng da da. Đường tử diễm nhìn xem Tần Vũ nếu là là gọi cho Gia Gia mình, đối phương vừa rồi ngữ khí cũng quá tùy tiện đi, nhưng là vẫn hướng về phía Tần Vũ đưa tới điện thoại hôn một tiếng. Gia Gia Đầu bên kia điện thoại nghe nói Tần Vũ không phải lừa dối tự mình ngay lập tức trở nên kích động, tự mình tôn nữ đã có thể bị Tần Kiêu Hùng coi trọng, còn có thể đi Tần Thị Tập đoàn học tập thương nghiệp, đây chính là trời lớn cơ hội A. À? Muốn biết rõ, Tần Thị Tập đoàn, ngắn mũi chừng 10 năm thời gian liền đứng ở toàn bộ quốc kim chữ tháp phía trên cái này thương nghiệp chi đạo ngẫm lại cũng biết rõ khủng bố đến mức nào không nói người khác liền nói tần vũ bên người vị kia thư ký triệu băng ngưng đã từng có người ra giá tiền lương hàng năm vài ức tiền lương đào đối phương là chính là học tập tần thị tập đoàn đưa vào hoạt động hình thức đáng tiếc triệu băng ngưng nha đầu kia cũng cuột cường khăng khăng một mực đi theo tần vũ đối với tiền vàng không hề bị lay động đủ loại này dấu hiệu mặt ngoài, tự mình tôn nữ có thể tiến nhập tần thị tập đoàn làm quản lý, đây không phải thiên hạng hoành tài, ngày phù hộ đường gia sao. Nghĩ đến đường lão đầu có chút thở hổn hển nói. Thật! Ngươi đừng lừa phỉnh ta a. À. Tần Vũ nghe đầu bên kia điện thoại nghi ngờ, cũng lười giải thích, chính là một câu. Lão đầu, ngươi liền nói có nguyện ý hay không thả người liền xong rồi, cơ hội chỉ có một lần. Mong muốn, làm sao không nguyện ý, đường tử diễm ngươi cứ việc mang đến nghe đối phương kích động ngữ khí tần vũ lại lần nữa đưa ánh mắt đặt ở đã cảm giác có chút không thích hợp tiêu thần trên thân nói ta cũng nghĩ mang đến a à, thế nhưng là ngươi an bài cẩu chân đủ kiểu ngăn cản hư hư ta có cái gì biện pháp đầu bên kia điện thoại tần lão gia tử tại chỗ cả giận nói ta xem ai có dũng khí đem điện thoại cho hắn có đường lão câu nói này Tần Vũ biết rõ sự tình ổn, một mặt cười xấu xa đem điện thoại đưa đến Tiêu thần trước mặt. "Ha ha, ngươi không phải kỳ vọng ta gọi điện thoại giao người sao? Ngươi không phải muốn ăn ta kinh nghiệm sao? Ngươi không phải nghĩ nhặt tất đánh mặt một con rồng sao? Tới tới tới. Ta Tần Vũ chờ lấy. Cầu đánh mặt, cầu nhặt tất. Ngươi không phải nhân vật chính sao?" Tiêu thần nhìn xem Tần Vũ đưa tới điện thoại, tại chỗ nhận lấy, nhìn thoáng qua điện thoại giao diện. Trò chuyện người. Đường lão đầu. Uất, Pháp, Khắc. Tiêu thần mặt giống như trước đó S.F.A.C.E.J. F. Buddha, vẫn là thất thải. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đem điện thoại đặt ở bên tai, lên tiếng nói. Uy, đường lão là ta. Ngô. Nha. Nguyên lai like là tiêu thần A. Tiêu thần không nói gì, đường lão tiếp tục nói như vậy đi tiêu thần bảo hộ đường tử diễm nhiệm vụ tạm thời thả một chút ngươi cái này mấy ngày tới bảo hộ ta lão đầu này đi bảo hộ lão đầu tiêu thần nội tâm âm thầm khó chịu dựa vào bảo hộ ngươi lão nhân này kia rất không ý tứ chính mình là trông thấy đường tử diễm xinh đẹp mới đón việc này hiện tại đã để cho ta bảo hộ một cái lão đầu mà lại tần vũ cuối cùng câu kia cẩu chân, để cho mình rất khó chịu, rất hạ giá. Cầu hoa tư số liệu ủng hộ A, à? hôm nay khả năng đổi mới tương đối trễ, tác giả cùng làm hợp đồng cái gì thật có lỗi A. À? Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 39 Ta nói còn chưa đủ ở số liệu ủng hộ hay không? Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Nghe trong điện thoại di động đường hảo còn tại đối với mình tận tình khuyên bảo, chăm chỉ không ngừng khuyên bảo tiêu thần cái này hỏa bạo binh vương tại chỗ vừa muốn đem điện thoại bóp nát đáng tiếc mình không thể làm như thế như là thật bóp nát trong điện thoại di động đường lão gia tử sẽ thấy thế nào tự mình còn có bên người đường tử diễm sẽ thấy thế nào tự mình những này tiêu thần đều là không nguyện ý phát sinh ngay lập tức tiêu thần tiếp tục đối với điện thoại ầm ầm nói đường lão thế nhưng là dựa theo trước đây trên miền thỏa thuận ta chỉ phụ trách bảo hộ đường tiểu Thư một người an toàn ở xa đông lăng đường lão nghe cái này chết đầu óc lời nói, cũng là có chút im lặng, trầm mặt một trận mới mở miệng nói. Nếu không như vậy đi, coi như ta cho ngươi thả một hồi giả, thế nào? Tiền lương cũng như thường theo tháng phát, không giữ ngươi, coi như ngươi nghỉ ngơi. Đường lão gia tử lời nói đều như vậy nói, tiêu thần còn có thể làm sao? Tự mình là coi trọng ngươi điểm này tiền lương sao? Tự mình là coi trọng ngươi tôn nữ a à? nhưng là lời này khẳng định không thể nói, mặc dù mình còn muốn giải dụ một cái, nhưng là hiển nhiên là không có cơ hội, tiêu thần gắt gao nắm vuốt điện thoại, trán nổi gân xanh lên, nửa ngày mới từ miệng bên trong biệt xuất một chữ. Tốt. Một bên tần vũ nhìn xem cái này binh vương tiêu thần sắc mặt càng ngày càng kém, còn có đối phương cuối cùng kia lòng tràn đầy không cam lòng, tốt, chữ, cũng biết rõ sự tình ổn, một tay lấy điện thoại theo đối phương bên tai đoạt lại. Nhất miệng lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chầm chầm tiêu thần. Tự như đang nói. Kinh không kinh hỉ, ý không ngoại ý muốn. Cởi chuông phải do người buộc chuông, lúc ban đầu Tần Vũ biết rõ, đối phương nếu là thụ đường gia con ủy thác chiếu cố đường tử diễm. Khi tất cả đều dễ dàng rồi, căn bản cũng không cần tìm một chút ngưu quỷ xà thần tới cho tiêu thần đưa kinh nghiệm. Tự mình thế nhưng là đỉnh cấp nhân vật phản diện A, à, cái nào chính đại nhân vật không biết chẳng lẽ còn thật cùng tiểu bạch văn bên trong nhị lăng tử nhân vật phản diện, gọi một đám tự cho là đúng A Miu A cẩu tới. Trực tiếp gọi điện thoại cho đường huyền minh không tốt sao? Tự mình thân phận này, quan hệ này nhân mạch không phát huy bắt đầu, làm sao cũng nói không đi qua đi. Tiêu thần biết mình đưa đường tử diễm kế hoạch ngâm nước nóng, mà lại đoán chừng có một đoạn thời gian không thể tiếp cận đường tử diễm, xem ra chỉ có thể khác tìm biện pháp ngay lập tức tiêu thần quay đầu liền hướng xe của mình đi đến lưu tại nơi này đã không có bất luận cái gì ý nghĩa theo một cổ poster mở ra ngoài trong ga chấm er chỉ còn lại đường tử diễm cùng tần vũ hai người lờ mờ ngừng trong ga ra đường tử diễm ánh mắt như là lóe ra ánh sao chăm chú nhìn tần vũ kia anh tuấn khuôn mặt tần vũ thì nhìn xem đi xa chờ một mình lắc lắc binh vương thủy chung là binh vương a khắp não toàn cơ nhục còn quá trẻ nghĩ đến tần vũ móc ra một bao điếu thuốc lá, lấy ra một cây ngậm lên miệng. Đang muốn tìm bật lửa. Răng rắc, một túng hỏa miêu dân lên. Là một bên chủ động xuất ra tự mình màu hồng bật lửa đường tử diễm. Tần vũ nhìn xem bị màu da cam hỏa diễm chiếu ứng đường tử diễm, tinh xảo vũ mị mặt trái xoan hiện hết sức xinh đẹp. Hít một hơi thật sâu bị điểm lấy điếu thuốc lá, chậm rãi phun ra một điếu thuốc vòng đường tử diễm cảm nhận được vòng khói hướng mình đánh tới, không có chút nào trốn tránh, vẫn như cũ là chăm chú nhìn tần vũ. Tại màu quyết hỏa diễm chiếu rọi xuống, tăng thêm nhàn nhạt khói mù lượng lờ không khí bên trên, đường tử diễm vốn là tinh xảo vũ mị hơn có một trận chuyện hoang đường sắc thái thần bí. Còn có đối phương kia ánh mắt bên trong ái mộ, nếu là lại không là mà thay đổi, kia tần vũ liền không xứng làm nhân vật phản diện ngay lập tức tần vũ khóe môi nhếch lên tà khí sắc mỉm cười. Mạnh mẽ cúi đầu. Hai người đầu đụng vào nhau. Đường tử diễm trận mắt to. Chợt nhắm đôi mắt lại. Một mặt vừa lòng thỏa ý. Nội tâm càng là giống như hưu con sông loạn. Một phút sau. Tần vũ chủ động tách ra, đi vào phía sau mình Lamborghini Veneno chủ lái xe bên trong ngồi. Còn không lên mau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại đường tử diễm, quay đầu nhìn về phía phía sau Lamborghini Veneno. Một màn này rung động thật sâu ở đường tử diễm. Theo đường tử diễm rất phía trước góc nhìn bên trong, xuyên thấu qua siêu tốc độ chạy kính chắn gió. Cái gặp một cổ nhã đen nạm vàng Lamborghini Veneno bên trong, một vị thành thục anh Tuấn Nam tử một tay vịn tay lái, có chút nghiêng đầu. Sắc mặt treo như có như không tiếu dung, tan thương trong ánh mắt lộ ra kiệt ngạo bất tuần, còn có đối phương kia khóe miệng ngậm một điếu thuốc lá, nuốt mây nhả khói. Tại Lamborghini Veneno trong xe màu quyết trong ngọn đèn, hết thảy có vẻ như vậy không ai bị nổi. Cái này, đây cũng quá mang, quá đẹp rồi đi. Đây chính là vừa mới tự mình mình người. Đơn giản quá đáng giá. Một màn này thật sâu khắc họa tại đường tử diễm trong đầu, vẹn vẹn vung đi không được. Chờ xe trên tầng vũ lại lần nữa lên tiếng. Ui, còn tại phạm hoa si. Đường tử diễm mới phản ứng được, sắc mặt càng là như là quả táo đỏ. Ngay lập tức dẫm lên giày cao gót, vội vàng đi vào Lamborghini Veneno tay lái phụ. Thắt chặt dây an toàn. Tần vũ nhìn bên cạnh bộ dáng đã ngồi xuống, ngay lập tức một cước chân ga, hát sắc Lamborghini Veneno giống như trong đêm tối giả thú, gào thét tiếng lên. Nương theo lấy trong đầu ban thưởng, phi nhanh rời đi chu lão gia biệt thự đinh, gõ số 2 nhân vật chính khí diễn thành công, số 2 nhân vật chính khí vận giá trị, 100, túc chủ gây 100, đinh, trên phạm vi lớn phá hư nhân vật chính số đào hoa. Số 2 nhân vật chính khí vận giá trị, 400, túc chủ gây 400. Lần này có thể nói là từ trước tới nay, đơn lần cho nhiều nhất ban thưởng Á. Lao vùng vụt tại bác hoang đại đạo trên đường. Trên xe đường tử diễm theo lên xe liền nhìn chầm chầm vào lái xe tầng vũ cũng không chủ động lên tiếng. Cảm thụ được đường tử diễm ánh mắt, Tần Vũ nói. Thế nào? Còn không có xem đủ. Đường tử diễm si ngốc nói. Không có, cả một đời cũng xem không đủ, nghĩ không ra Tần Tổng còn có như thế cuồng giả một mặt. Cái này huyễn khốc xe, còn có cái này lao vùng vụt tốc độ, không dám tưởng tượng đây là trên tivi ôn tồn lễ độ Tần Vũ vốn có. Đơn giản rất hợp tự mình khẩu vị. Một lúc sau, đường tử diễm tới một câu. Còn chưa đủ. Tần Vũ nghe không hiểu, không khỏi hỏi. Cái gì không đủ a? À, tốc độ sao? Đường tử diễm lắc lắc đầu phủ nhận. Tần Vũ nghi hoặc. Cuối cùng đường tử diễm đỏ mặt, nhìn xem chuyên tâm lái xe Tần Vũ, cắn răng, mở dây an toàn. Nửa đứng dậy, bổ nhào tại Tần Vũ trong ngực, ngẩn tinh xảo cái cầm, tự lẩm bẩm. Ta nói còn chưa đủ. Tần Vũ trong nháy mắt minh bạch. Một tay đem khống tay lái, một tay ôm đối phương, mỉm cười, ánh mắt nhìn xem phía trước đường, chậm rãi cúi đầu xuống. Hắc sắc Trambo vẫn tại bác hoang đại đạo phi nhanh, giống như ti chớp màu đen. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá vé á, cầu số liệu ủng hộ hắc hắc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 40 Tiến về nhà mình công ty, cầu đánh giá vé nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Tới gần 10 giờ, hát sắc Lamborghini Veneno rốt cục đi vào Tân Nguyệt Thị Trung Tâm, một đường, mở một chút ngừng ngừng, làm trễ nải không ít thời gian. Đường tử diễm cũng lại lần nữa thành thành thật thật ngồi ở tay lái phụ, buộc lại dây an toàn, tinh xảo mà vũ mị gương mặt xinh đẹp, nhiều hơn mấy phần xảy ra bất ngờ cảm giác hạnh phúc. Mà chủ lái xe bên trong, tần vũ đồng dạng một mặt đứng đắn xem một chút xe, nếu không phải kia mặt mũi tràn đầy vết sau môi bán tần vũ, thật là có như vậy điểm chính nhân quân tử bộ dáng. Mười giờ tân nguyệt thị, làm quốc nội lừng lẫy nổi danh phát đạt thành thị, sống về đêm hiển nhiên mới vừa mới bắt đầu. Trên đường phố cũng là người đến người đi, nhưng chính là người mang thần cấp kỹ thuật lái xe tần vũ cũng không thể không giảm xuống tốc độ xe, dù sao mình thế nhưng là an phận thủ thường người tốt vật A. Tam quan chính trực. Nhưng Tần Vũ không hiểu là, vì cái gì phía trước đi ngang qua người một nhà, ánh mắt bên trong ngoại trừ đối với mình cái này Lamborghini Veneno hâm mộ, tràn đầy còn có khác hương vị. Đi ngang qua người đều theo kính trắng gió bên cạnh, nhìn mình chầm chầm mặt xem. Mặc dù Tần Vũ biết mình đẹp trai, nhưng cũng không có mạnh như vậy hiệu quả a. À. Sau khi Tần Vũ mượn nhờ màu trắng đèn đường, nhìn về phía bên trái kiến chiếu hậu lúc, Tần Vũ biết rõ. Tự mình anh Tuấn Thành thuộc trên mặt, đều là trước đó đường tử diễm cô nàng này lưu lại ấn ký liền có chút buồn cười yêu tin kia a à, yêu tin liền không sợ dẫn lửa thân trên tay lái phụ đường tử diễm trông thấy đối phương phát hiện chơi vui phát ra như chuông bạc yêu kiều cười cười đủ về sau đường tử diễm mới đứng đắn hỏi tần vũ tần tổng đêm nay ngươi dự định an bài thế nào a à, người ta cũng không muốn ở khách sạn tần vũ không có nói tiếp hỏi ngược lại tại sao không gọi thúc thúc rồi? Trước đó không phải thúc thúc, thúc thúc gọi rất vui mừng sao? Đường tử diễm nghe nói, nhớ ra cái gì đó, ngay lập tức sắc mặt một trận đỏ lên, kiều suy nói. Ta mới không muốn ngươi làm thúc thúc ta, thúc thúc danh hào liền để cho cố khuynh thành đi. Ha ha! Tần vũ cười không nói. Đúng rồi, ngươi còn không có an bài tốt ta chỗ ở đâu. Tần vũ không nhanh không chậm nói. Gấp cái gì? lập tức đến. Đường tử diễm quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, cái này địa phương làm sao quen thuộc như thế vừa xa lạ. Giống như tự mình tới qua, nhưng là ảnh hưởng không sâu, bất quá có thể khẳng định là, đây không phải tần vũ nhà. Không để cho đường tử diễm nghi hoặc quá lâu, Lamborghini Veneno rẽ ngoặt một cái. Tiến nhập một chỗ cấp cao độc đáo cư xá. Đứng tại cư xá vườn hoa lối đi nhỏ. Làm xong đây hết thảy, tần vũ lại lần nữa cầm lấy tự mình điện thoại bắt đầu phát gọi điện thoại uy chưa ngủ sao ta tại ngươi dưới lầu xuống tới giới thiệu cho ngươi cá nhân nói xong tần vũ liền treo điện thoại đường tử diễm nhìn xem tần vũ có chút hiếu kỳ sẽ là ai không lướt qua tại đối với tần vũ tín nhiệm cũng không có hỏi nhiều không để cho hai người chờ quá lâu cấp cao cư xá xuống tới một vị mặc đồ ngủ hất lên nữ sĩ đồ vét nữ tử xuống tới bước nhanh đi đến Tần Vũ trước xe. Tần Vũ quay kiến xe xuống, mỉm cười nói. Băng ngưng, sớm như vậy đi ngủ. Không tệ, Tần Vũ tự nhiên là đi tới thư ký mình Triệu Băng ngưng cư xá bên trong. Triệu Băng ngưng nhìn xem tự mình lão bản, mặt kia trên ấn ký. Không khỏi đỏ mặt lên. Tần Tổng, làm sao chậm? Hại, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta giới thiệu cho ngươi cá nhân. Tần Vũ mở miệng giải thích, lời còn chưa nói hết một bên đường tử diễm liền mở miệng nói hải triệu băng ngưng đã lâu không gặp a à. ngô các ngươi nhận biết khẳng định mặc dù trong ngày thường tiếp xúc không nhiều nhưng là khẳng định nhận biết a à. ngoài xe triệu băng ngưng cũng đồng dạng gật đầu hiếu kỳ nhìn xem trong xe hai người đã đều biết vậy thì dễ làm rồi ngay lập tức tần vũ liền mở miệng nói đường tử diễm đêm nay ở ngươi nơi này đi nàng đoán chừng trong khoảng thời gian này sẽ đến nhóm chúng ta tần thị tập đoàn đi làm đã các ngươi nhận biết vậy thì dễ làm rồi có cái gì không hiểu địa phương hai người các ngươi liền câu thông câu thông triệu băng ngưng không có ý kiến gật đầu một cái ngược lại là trên xe đường tử diễm u oán nhìn tần vũ một chút sau mới chậm rãi xuống xe tần vũ cũng không có quá nhiều giải thích buồn cười nói chuyện với nhau vài câu liền lái xe rời đi đối với đường tử diễm đối phương còn chạy trốn sao? Chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Tự mình cũng không phải có trông thấy được không liền đi không bước bất động chân tét đi. Lại nói, máu chốt nhất, nghe nói tiểu bạch văn bên trong cũng có thần thú giám thị, quá quá mức, làm không tốt tự mình liền lạnh lạnh. Một đường lái xe, trở lại tự mình biệt thự. Tại nhà để xe rửa mặt. Nhìn xem trong biệt thự, tự mình vậy liền nghi nhi tử gian phòng vẫn sáng đèn, thỉnh thoảng truyền đến đạt đợt quy thanh âm xem ra tiểu tử này gần nhất cũng thật đàng hoàng đơn giản rửa mặt một cái tần vũ nằm tại tự mình trên giường lớn nhớ lại cái này hai ngày chuyện phát sinh ngày mai cần phải đi một chuyến công ty giải quyết một cái trong công ty loạn còn có an bài đường tử diễm chức vị hiện tại số hai nhân vật chính cũng xuất hiện số một nhân vật chính lâm phong nguyên khí đại thương hiện nay tự mình khí vận giá trị hẳn là cao hơn đối phương Lần sau lại gặp đối phương, có thể đánh chết, liền tận lực đánh chết. Nghĩ đến hệ thống, Tần Vũ lại lần nữa điều ra trong đầu giao diện ở Thần cấp Đảo Ngược hệ thống, túc chủ. Tần Vũ vũ lực, 162 trí lực, 188 mị lực, 201 khí vận, 1470 khỏe mạnh. 70, người bình thường số liệu đều là 60 đạt tiêu chuẩn, có thể phân phối điểm số. Mười thu hoạch được kỹ năng. Thần cấp kỹ thuật lái xe, thần cấp y thuật, thần cấp giám định thuật thu hoạch được vật phẩm. Không nhiệm vụ. Ngẫu nhiên phát hành. Khí vận giá trị đã cao như vậy rồi. Còn có thêm ra đến 10 giờ điểm thuộc tính. Tần vũ tiện tay liền thêm tại vũ lực bên trên, vũ lực trong nháy mắt đạt đến 172. Sáng sớm hôm sau, tần vũ vào ngồi lên bảo vệ lão diêu xe, tiến về tự mình công ty có dũng khí cạo điểm tự mình tài sản công ty hôm nay liền nhìn xem có những cái kia sâu mọt tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả